Bây giờ thì trong cái quá trình gia nhiệt thì mình sẽ cấp liệu lên bằng cái máy cấp liệu lót đời công nghệ mới đây. Thì anh bật cái máy đi anh, và công tắc máy để cấp liệu lên ha. Thì thời gian cấp liệu thì đâu đó nó khoảng một phút trở lại thôi, rất là nhanh nha. Thì theo cái dung trọng độ nặng nhẹ của cà phê thì ở đây là mẻ này là 30 kg cà phê, thì cái thời gian để mà cấp liệu lên cho một mẻ đen, một mẻ cà phê nhân như vậy chỉ khoảng một phút trở lại. Rồi cho nó hết luôn anh, cho nó hết luôn là anh tắt nha. Rồi ok chưa. Rồi đẩy xuống hết là anh nhớ đậy lại để giữ nhiệt ha. Rồi, hôm nay thì Đức có mặt tại phường Trảng Dài, thành phố Biên Hòa để hướng dẫn và chuyển giao máy rang cà phê 30 kg quy lót tờ chống rang hai lớp cho Nam Vương cà phê. Máy có đi kèm cấp liệu lót đờ. Cấp liệu lót đờ này thì tải cái cà phê nhân 30 kg thì trong cái thời gian khoảng 30 cho tới 60 giây thôi, thì theo density dung trọng tỷ trọng mật độ của cái hạt cà phê. Bây giờ máy đang rang test cái mẻ đầu tiên. Đây là tủ điều khiển của máy.